Thưa quý vị, thiết kế chung cư mang phong cách bán cổ điển đang là xu hướng thiết kế được nhiều gia chủ rất quan tâm tại những khu đô thị lớn trên cả nước. Họ là những tín đồ của trào lưu nghệ thuật trang trí và kiến trúc theo phong cách nghệ thuật cổ điển phương Tây. Ở Việt Nam, trào lưu này đã được nhiều người biết tới. Tại ngôi nhà Hoa hậu Huỳnh Thúy Anh, người đẹp từ bỏ hình tượng mộc mạc để thay thế bằng hình ảnh kiêu sa sang trọng. Với diện tích 110m2 gồm 2 phòng ngủ, phòng quần áo và phòng tắm, cảm hứng ngôi nhà thông minh đã chiếm được tiện cảm của người khác khi nhìn bởi vẻ đẹp sang trọng và quý phái. Những sản phẩm nội thất theo phong cách tân cổ điển được chạm trổ hoa văn một cách tinh xảo, mang tới một sản phẩm nội thất cực kỳ đẳng cấp và ấn tượng cho bất cứ ai mỗi khi đặt chân tới đây. Nghệ thuật là đỉnh cao, phải không? Về thời trang, về sắc đẹp, về trang phục, hay là về những cái ý tưởng về ngôi nhà khoa học cũng là nằm trong đó. Nhưng mà thấy gần như là cái bán cổ điển sang trọng vẫn là cái mà cái người nghệ sĩ, là cái người nghệ sĩ cũng có cái tầm thẩm mỹ cao thì họ chọn theo cái lối phong cách bán cổ điển là rất là ok. Thì ngày xưa em có đi du học ở bên nước ngoài, thì em cũng được đi du lịch rất là nhiều nơi, thì mình rất là thích các thiết kế của cổ điển. Những cái thiết kế nó chạm khắc thì nó sẽ làm cho cái phong cách của nhà mình ấm cúng và sang trọng hơn. Các cái chi tiết đồ vật tuy là nhìn đơn giản nhưng mà nó có cái sự tinh tế bao bọc bên trong. Giống như cái nhà của em đây thì nổi bật nhất ở trong cái bộ phòng khách này thì là bộ sofa và cái đèn chùm, với lại những cái thực vật dụng thiết kế. Khi mà mình đã chọn cái phong cách bán cổ điển này á, thì mình cũng phải lựa chọn tất cả mọi thứ nó phải thích hợp, giống như là mọi thứ nó phải đi mix theo một cái tông. Và toilet cũng thế, phòng ngủ cũng vậy, rồi là phòng khách và cả cái khu vực phòng trang điểm và phòng thay đồ của em thế. Những thiết kế mang phong cách bán cổ điển ngày càng hoàn thiện và trở thành phong cách cho sự xa hoa, giàu có và sang trọng. Các phòng thuộc căn hộ mang phong cách nội thất cổ điển sang trọng, đồ nội thất chú trọng đến vật liệu tự nhiên như đồ gỗ kết hợp với gam màu đỏ, đồng là những màu nóng và đầy gợi cảm, thích hợp để tạo cho căn phòng vẻ sang trọng và thoải mái. Một chút hiện đại phản phất một chút cổ điển mang lại một không gian hoàn toàn mới lạ cho căn hộ. Sang trọng và tiện nghi chính là nét toát lên từ phong cách tân cổ điển này.